Đây là bài 7 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tam thế. Tỷ chi khở. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bú thải nán. Mình rất bận. Búa khẩn máng. Uống cà phê. Khưa cà phê. Đừng khách sáo. Bú khờ chỉ. Alo. Uế. Ở đâu? Tại nào? Ở ngân hàng. Tại yến kháng. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đi. Chủy. Chủy. Từ này dùng với nghĩa chỉ hướng đi xa khỏi phía người nói. Chủy. Chủy. Đi không? Chủy mà. Chủy mà. Bạn đi không? Nǐ qù ma? Nǐ qù ma? Anh đi không? Với nghĩa rất tôn trọng. Nín qù ma? Nín qù ma? Đi ngân hàng. Qù yín háng. Qù yín háng. Bạn đi ngân hàng à? Nǐ qù yín háng ma? Nǐ qù yín háng ma? Anh đi ngân hàng à với nghĩa rất tôn trọng. Nín qù yín háng ma? Nín qù yín háng ma? Đi uống cà phê. Qù hē cà phê. Qù hē cà phê. Bạn đi uống cà phê không? Bạn đi uống cà phê à? Nǐ qù hē cà phê ma? Nǐ qù hē cà phê ma? Đi đâu? Qù nǎo? Qù nǎo? Bạn đi đâu? Nǐ qù nǎo? Nǐ qù nǎo? Bạn đi ngân hàng à? Nǐ qù yín háng ma? Nǐ qù yín háng ma? Bây giờ là từ không phải. Bú shì. Bù. Bù. Shì. Shì. Bú shì. Bú shì. Không phải tôi. Bú shì wǒ. Bú shì wǒ. Không phải bạn. 不是你, 不是你, không phải cà phê, 不是咖啡, 不是咖啡, không phải ngân hàng, 不是银行, 不是银行, không phải cà phê à? 不是咖啡吗? 不是咖啡吗? Bạn đi ngân hàng à? 你去银行吗? 你去银行吗? Không phải. 不是. 不是. Bây giờ là từ bưu điện. Yếu chúy.
Yếu. Yếu. Chú. Chú. Yếu chú. Yếu chú. Ở bưu điện. Tại yếu chú. Tại yếu chú. Bạn ở bưu điện à? 你在邮局吗? 你在邮局吗? Mình không ở bưu điện. 我不在邮局. 我不在邮局. Đi bưu điện. 去邮局. 去邮局. Bạn đi bưu điện à? 你去邮局吗? 你去邮局吗? Bạn đi ngân hàng à? 你去银行吗? 你去银行吗? Không phải, mình đi bưu điện. 不是,我去邮局。不是,我去邮局。 Bài học này đến đây là hết.